Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, vòng 7 V-League 2023-2024 đã khép lại với kết quả thì có một số trận đấu rất là bất ngờ, và đặc biệt là vòng đấu vừa rồi thì các đội chủ nhà ít nhất là có một đội giành được một điểm, còn lại là 6 đội giành được cái chiến thắng rất là tuyệt vời đối với các đội chủ nhà. Và sau vòng đấu thứ 7 thì các đội ngay lập tức phải bước vào tập luyện để chuẩn bị cho vòng đấu thứ 8. Thì trước khi đến với cái lịch thi đấu của vòng đấu thứ 8 thì quý vị và các bạn có thể bấm like và subscribe kênh YouTube Thuật Thể Thao để theo dõi những cái thông tin mới nhất liên quan tới bóng đá Việt Nam, bóng đá quốc tế được Thuật Thể Thao cập nhật liên tục hàng ngày. Lịch thi đấu vòng 8 cụ thể như sau. Vòng 8 V-League 2023-2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 26 và 27 tháng 12. Trong ngày 26 tháng 12 thì sẽ diễn ra 3 trận đấu. Vào lúc 18 giờ thì Khánh Hòa đọ sức với Sông Lam Nghệ An. Đây là hai đội bóng mà đang có cái điểm số ngang nhau và đứng sát nhau trên bảng xếp hạng. Vào lúc 19 giờ 15 sẽ đồng loạt diễn ra hai trận đấu. Đó là cuộc so tài của Công an Hà Nội với Bình Dương trên sân vận động Hàng Đẫy, và trên sân Thống Nhất là Thành phố Hồ Chí Minh gặp Hà Tĩnh. Vào ngày 27 tháng 12 diễn ra 4 trận đấu còn lại. Vào lúc 17 giờ diễn ra hai trận đấu, đó là cuộc so tài của Hoàng Anh Gia Lai với Hà Nội FC và của Quảng Nam với Thanh Hóa. Vào lúc 18 giờ ngày 27 tháng 12 thì Nam Định đối đầu với Thể Công Viettel, và vào lúc 19 giờ 15 thì Hải Phòng so tài với Bình Định. Đấy, đây là ở cái vòng đấu này thì nhìn chung các cặp đấu thì đều rất là hay, và trong đó có những cặp đấu mà nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ, đó chính là màn so tài của Công an Hà Nội với Bình Dương này, của Hoàng Gia Lai với Hà Nội FC này, của Nam Định với Thể Công Viettel, và đương nhiên rồi của cả Hải Phòng với Bình Định, một đội bóng đang chơi rất hay ở thời điểm hiện tại. Thì sau cái 7 vòng đấu và trước đấu thứ 8 thì cái bảng xếp hạng của V-League là như sau. Nam Định dẫn đầu với 16 điểm, đứng thứ hai với Bình Dương cũng với 16 điểm, xếp thứ ba là Bình Định 13 điểm, đứng thứ tư là Thanh Hóa 12 điểm, đứng thứ năm là Thành phố Hồ Chí Minh 12 điểm, xếp thứ sáu là Hải Phòng 11 điểm, đứng thứ bảy là Hà Nội 10 điểm, xếp thứ 8 là Công an Hà Nội 9 điểm, đứng thứ 9 là Quảng Nam cũng với 9 điểm, xếp thứ 10 là Thể Công Viettel 8 điểm, đứng thứ 11 là Sông Lam Nghệ An 6 điểm, xếp thứ 12 là Khánh Hòa 6 điểm, đứng thứ 13 là Hà Tĩnh 3 điểm, và đứng thứ 14 là Hoàng Gia Lai 2 điểm. Và tính đến trước vòng đấu thứ 8 thì hai đội bóng chưa biết mùi chiến thắng, đó là Hà Tĩnh và Hoàng Gia Lai. Và vòng đấu này thì hai đội bóng này cũng gặp những đối thủ là khó chịu. Hà Tĩnh thì làm khách ở Thành phố Hồ Chí Minh, còn Hoàng Gia Lai tiếp đón FC sân nhà. À, khả năng thì cũng chỉ có được trận hòa thôi, chứ để có chiến thắng là cũng không dễ đâu. Thực sự là như vậy. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả của các trận đấu thuộc vòng đấu thứ 8 thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất khi lên sóng trên kênh YouTube Thuật Thể Thao vào mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.